được gặp lại tất cả quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và em cũng rất vui mừng được gặp lại anh Thành, bởi vì em đang có một chuyện này muốn nhờ anh Thành giúp đỡ em đây. Chuyện gì đấy Minh Châu? Ngày hôm qua em đi chợ đó anh Thành, em thấy người ta bán rất là nhiều lá lốt xanh tươi mơn mởn ngon cực kỳ luôn. Thế là em mua về, nhưng mà em mới sực nhớ ra là ngoài bò lá lốt ra thì em không biết làm món gì hết đó. Anh Thành chỉ em cách nào mà để làm cái món bò nướng lá lốt nó quen thuộc như vậy đó mà trở nên lạ, ngon và hấp dẫn đi. Món bò lá lốt hả? Minh Châu thường thấy đây là món nướng hay không? Dạ đúng rồi, bò nướng với lá lốt thì rất là ngon. Quý vị ơi, vậy thì hôm nay chúng ta không nướng mà chiên, món ăn sẽ mới lạ hơn. Anh Thành ơi, anh Thành đùa em hoài, em đang hỏi chuyện anh Thành rất là nghiêm túc mà. Không đùa đâu, vì anh muốn ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả và Minh Châu một cách chế biến mới của món bò lá lốt này thôi. Chế biến mới như thế nào? Ví dụ như là chúng ta không nướng mà sẽ chiên, sẽ không dùng mỡ heo mà dùng sốt mayonnaise mayo sẽ lợi cho sức khỏe hơn. Và thịt bò thì không băm nhuyễn mà chúng ta sẽ cắt lát. Trời ơi, vậy thì còn gì bằng nữa. Bây giờ anh Thành hướng dẫn em liền nha. Vậy bây giờ mời quý vị cùng thực hiện món bò lá lốt mayonnaise. Để thực hiện món bò lá lốt mayonnaise, quý vị cần chuẩn bị 200g thịt bò phi lê, 100g đặc lương xay, lá lốt, tỏi băm, ớt băm, hành tây băm, sả băm, các gia vị thông thường, hạt nêm aji ngon và sốt mayonnaise aji mayo. Trước tiên chúng ta sẽ sơ chế thịt bò. Mình sẽ cắt thịt bò thành những lát mỏng nha quý vị. Cắt mỏng, chắc là cái kích thước của miếng bò cũng nên gần gần bằng cái miếng lá lốt đúng không anh? Chúng ta sẽ ướp với lại một chút aji ngon, một muỗng cà phê tỏi băm. Mình sẽ trộn nhẹ tay cho thấm gia vị. Bây giờ chúng ta sẽ ướp nhân nha quý vị. Chúng ta sẽ ướp vào một muỗng cà phê aji ngon, hai muỗng cà phê ớt bằm, nửa muỗng cà phê nước mắm, một chút tiêu và hai muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo và một muỗng cà phê đường nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều nhân. Để cho nhân được thơm hơn, chúng ta sẽ phi thơm sả và hành tây nha quý vị. Cho vào một ít dầu thôi. Dầu đã nóng, cho hành tây vào nha quý vị. Rồi kế tiếp là cho sả vào luôn. Mình sẽ đảo nhanh tay như thế này. Bây giờ sả hành phi thơm đã nguội, mình cho vào nhân thịt xay luôn em ha. Trộn đều lên. Quý vị ơi, chúng ta sẽ cuốn nhân trong thịt bò và bên ngoài cuốn lá lốt. Khi cuốn lá lốt á, chúng ta lật mặt xanh bóng của lá lốt ra ngoài để cho món ăn được đẹp. Khi cuốn lá lốt, quý vị khán giả nhớ chúng ta sẽ lật mặt xanh bóng của lá lốt ra ngoài để giữ được màu xanh của lá khi chiên xong nha. Chúng ta sẽ cuốn lá lốt như thế này và dùng que tăm xuyên qua. Minh Châu cũng thử xem. Dạ. Xong rồi. Cuốn lại đúng không? Đây, em cuốn xong rồi nè. Cũng dễ quá chừng anh Thành ha. Bây giờ ghim sao? Ghim ở đây qua hả? Ghim qua để giữ cái phép lá lại. Đó. Dạ, đó, vậy là xong rồi nè. Sau khi đã cuốn bò xong, chúng ta sẽ áp chảo. Mình sẽ áp chảo với ít dầu. Chúng ta áp chảo với lửa nhỏ đó, thì miếng bò ở trong mới chín được và giữ được mùi thơm của lá lốt. Như vậy là chúng ta sẽ áp chảo trên lửa nhỏ. Lửa vừa vừa cũng được đúng không anh? Đúng rồi. Quý vị khán giả nhớ là chúng ta áp chảo thịt bò lá lốt trên lửa vừa thôi để giữ được cái màu xanh của lá lốt, mùi thơm của lá lốt và đặc biệt là thịt bò sẽ chín đều. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào chảo. Anh Thành ơi, vừa mới cho lá lốt vào là ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của lá lốt liền luôn á. Khi mình vừa mới bỏ vào á là em thấy lá lốt bắt đầu chín, nó sẽ rút lại và nó bám vào cái thành của miếng thịt đúng không anh? Mình chiên với cái lửa này thì nó đã sắp chín rồi đó quý vị. Đó, như bây giờ viên này đã đạt yêu cầu rồi này. Anh sẽ gấp ra nha. Dạ. Thưa quý vị, món bò lá lốt mayonnaise này khi thưởng thức, chúng ta có thể dùng chung với lại bún, giá, dưa leo, rau sống, mỡ hành, đậu phộng, nước mắm pha sẵn. Có thể cho vào tô tùy thích hay là cuốn cũng được. Bây giờ anh sẽ trang trí món ăn ra dĩa. Như lúc nãy mình nói, mình sẽ cho một chút mỡ hành. Mỡ hành. Đậu phộng rang giả nhuyễn anh ha. Dạ. Xong rồi. Món ăn xinh chưa? Dạ. Đây em mời bên trong. Em cảm ơn anh Thành.
vị khán giả thân mến, chỉ cần cắn thử một miếng bò lá lốt mayonnaise, Minh Châu đảm bảo với quý vị là cũng sẽ có cảm nhận giống như Minh Châu, khi mà cái nước thịt ở bên trong rất là đậm đà, rất là ngon. Và đặc biệt chúng ta sẽ cảm nhận được vị chua nhẹ, béo béo của sốt mayonnaise aji mayo ở bên trong nhân, nhưng không hề bị khô, vẫn ngon, mềm, đậm đà. Thưa quý vị, với cách chế biến mới, món bò lá lốt mayonnaise này thay mỡ heo bằng sốt mayonnaise aji mayo vẫn giữ được độ béo cho thịt bò và tốt cho sức khỏe. Món ngon giao mùa. Đúng rồi đó quý vị, giống như anh đầu bếp Văn Thành vừa mới chia sẻ, chúng ta chỉ cần thay đổi một chút gia vị bên trong món ăn thôi thì sẽ làm thay đổi rất nhiều trong hương vị của món ăn. Ví dụ như món này chẳng hạn, nhờ có sốt mayonnaise aji mayo mà nhân không hề bị khô, chúng ta còn cảm nhận được vị chua béo nhẹ rất là hài hòa ở bên trong nhân nữa. Cộng với mùi thơm của lá lốt và cái vị ngọt của thịt bò vẫn còn để nguyên miếng, Minh Châu đảm bảo với quý vị rằng nếu như chúng ta đã thử món ăn này thì sẽ thích và sẽ tiếp tục yêu mến và giới thiệu với những người thân yêu của mình đó. Quý vị hãy thường xuyên liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày nhé. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau rất nhiều những thông tin ẩm thực cũng như những kinh nghiệm quý báu trong việc nấu ăn. Bằng cách là quý vị hãy viết thư về cho chương trình theo hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.